Hôm trước em có quay con loa i9 này kèm 2 micro, có bác thì bảo là lối cơm điện này, có bác thì bảo là để co trong phòng thì rất là đẹp này, có bác mua về cảm nhận thì bảo là rất là hay này. Đấy, và 2 micro này thì xài trọn đời này. Đấy, hôm nay thì em lại làm một cái video nữa để hướng dẫn các bác mua. Khi các bác mua hàng, các bác ấn vào cái giỏ hàng bên phải giúp em, bên phải có giỏ hàng. Đấy, thì cái lợi ích của cái loa này ấy, là mua là để co này. Đây, ví dụ em để gốc cây như này. Đấy, tối nó có đèn. Anh nào có bàn phòng học thì để vào đây. Đẹp chưa, đỉnh chưa, để 2 mic vào đây. Được chưa? Có USB có thể nhớ, mình thích nghe nhạc cũng được, mình hát cũng được. Ok không? Bây giờ mình sẽ thử hát tiếp một bài để anh em mình ủng hộ nhá. Ok. Đây, em mở bài này rất là nhiều người biết đây. Alo. Một hai và rất sâu các bạn ạ. Đừng có đừng buồn nhé em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Ta đến nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Cùng nhớ một người sang xa, một người lệ rơi đứng chờ. Chỉ còn nỗi nhớ thương ngày mai. Em ơi em đây. Và thế là được ca sĩ, nhưng em không phải là ca sĩ, đúng không? Đến đoạn điệp khúc để giấu bước ghi cho các khán giả hát. Nhưng em không phải là ca sĩ các bạn. Đấy, anh em nào thích thì dò hàng bên dưới nha anh em nhé. Chào anh em.